Chiến à? Ủa gì vậy? Sao tôi lại gặp? Ông cũng tên N3 đúng không? Ừ. Mày ngồi ngay đằng sau này. Ơ thật à? Ừ. Ôi thế mà tôi không thế mà tôi không nhận ra. Ôi. Ai thôi, thế là lại cùng chuyến rồi. Cái xe này không có ghế để chân. Mạn như cứ. Hiện tại tàu đang dừng. Các bạn nghĩ là sự cố hay là tàu dừng để chờ tàu vào ga? Các bạn đoán xem nhé. Thì nữa sẽ là câu trả lời. Tàu đang dừng. Vừa nãy tàu dừng hơi đột ngột chút. Và mình cũng không biết nguyên nhân tại sao. Chắc là mình đoán là chờ tàu vào ga rồi thông thôi. Mình đoán thế.
Ý anh em, mặc dù đây không phải là vlog của tôi nhưng mà tôi vẫn muốn bon chen, và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, cái quả nước chấm, cái nước chấm gia truyền của tôi. Mặc dù là hôm nay ở trên tàu thì là đương nhiên là nhiên liệu nó vẫn còn thiếu một chút, nhưng mà thôi, ở mình ở trên đây thì không được hỏi gì được đấy. Tôi thì là vừa mới xẻ ra một nửa cái gói ace cook với cả cái gói ớt này. Anh em chấm thử đi, 10 điểm luôn, đảm bảo uy tín anh em nhé. Đấy, hôm nay thì là mình đi với Trường Giang, hai ông mẹ tình cờ đi cùng chuyến, và không biết là mẹ tí có xuống ra cùng nhau không. Thế thôi, bây giờ cứ ăn đã rồi tính. Đấy, nước chấm Thần Thành ấy nhá. Này, chấm thử đi. Chấm thử đi cơm. Ok. Mất công pha rồi, ngon mà. Cứ thử đi. Ngon không? Đấy, cái nước chấm Thần Thánh của tôi mà. Thôi, mời anh em. Tàu rời Phủ Lý rồi. Giờ đoàn tàu chuẩn bị đến ga Nam Định. Chuyến tàu hôm nay ngắn thế thôi, mục đích là để trải nghiệm toa xe hàng ăn lưới không có điều hòa. Đó là một cảm giác khá là phê. Mình cũng không thích, nhưng mà mình nghĩ là đó là một trải nghiệm để mình ghi nhớ lại. Giờ chuẩn bị xuống ga Nam Định thôi.